Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Anh em mình cùng nhau trở lại con tin lửa trò chơi và cùng nhau chia sẻ những đường cầu tài xỉu dòng xanh về bờ anh em ơi. Cầu đang chạy 1-1 này, không không cớ gì mà không pha một tay xỉu. Đấy. 1-1 thì cứ pha 1-1, anh em nên nhớ như vậy nhá. 1-1 thì cứ pha 1-1 cho mình. Đánh nó phải chuẩn cầu nhá. Các cụ bảo rồi, theo cầu không dầu cũng đủ ăn mà đúng không? Theo cầu không dầu cũng đủ ăn. Ok. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả tới đâu. Xem nó có rực rỡ hay không nào. Uy tín hay không à? 8 7 6 5 4 3 2 1 rồi. Đỉnh chóp luôn. Cầu 1-1. Anh em thấy được chưa? Chóp luôn. Vào một thẻ tài hai củ. Theo cầu 1-1 luôn. Tất cả những anh em nào cùng đam mê cùng sở thích, anh em nhớ tham khảo những đường cầu của mình. Anh em không cùng đam mê không cùng sở thích, xin mời anh em lướt qua. Anh em có kinh nghiệm hay kinh nghiệm tốt, anh em nhớ bổ xẻ mạnh mẽ nhé để chúng ta cùng nhau về bờ. Ok, anh em mình cùng nhau mở bát tay thứ hai, xem tay thứ hai đây tiếp theo này có lúng lúa hay không. Nói chung là chơi nó có tay nọ tay kia nên anh em chơi nhẹ nhàng tình cảm thôi, đừng đánh quá căng. Rồi, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xỉu 7. Lịch sử đây xỉu 7 không có, tại đi tiếp một tài xỉu. Lại vào 4 củ. Vậy thôi. Mình thì kinh nghiệm chơi được 12 13 năm rồi, có gì hay có gì tốt đều chia sẻ với anh em. Nên anh em xem được anh em nhớ bổ xẻ giúp mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bổ xẻ cho mình để chúng ta cùng nhau về bờ. Chứ đừng anh em đừng đưa nhau ra đảo. Bộ môn nào cũng thế thôi. Chơi nó phải có tay nọ tay kia. Đấy. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. 7 6 5 4 3 2 1. Rồi. Ui dồi. Thế mới khắm chứ. Thế mới khắm anh em ạ. Tiếp tục nào. Tài tiếp này. 8 củ chạy cầu 22. Tài tiếp 8 củ chạy cầu 22 anh em ơi. Xem nó có đỉnh chóp đẳng cấp hay không. Mà đã là tự tin thì phang căng luôn, đã là tự tin là phang căng luôn anh em ạ. Ok, chúng ta cùng nhau chờ đón kết quả nào. 5 4 3 2 1. Đã là tự tin thì phang căng luôn anh em ơi, đã là tự tin phang căng luôn. Cái gì nó cũng phải chuẩn. Tiếp tục này. Hai củ rưỡi anh em ơi. Hai củ rưỡi anh em nhá. Chuẩn theo cầu 22 nhá. Theo cầu thì sống mà trống cầu thì toang, anh em nên nhớ như vậy.
Ông nào mà chơi chơi mà đi bẻ cầu thì hoàn toàn sai sách nhá. Bẻ cầu hoàn toàn sai sách. Rồi, chúng ta cùng nhau mở bát nào. 6 5 4 3 2 1. Rồi. Nó là đỉnh của chóp. Nó là đỉnh của chóp chứ còn gì nữa. Uy tín lên 65 của 9 rồi, cái này lại cơm gạo rực rỡ quá rồi. Cơm gạo rực rỡ quá rồi thì mình sẽ dừng lại cho ga thôi. Anh em hiểu chưa? Dừng lại cho ga thôi. Rồi, nô tay này 9 lít. 9 lít vào xỉu. Thế thôi, xong nghỉ. Nô tay này 9 lít xỉu xong nghỉ anh em ơi. Thế thôi. Không ham không cố anh em nhé. Chơi là cứ phải có kinh nghiệm. À có lúa. Có lúa là anh em phải dừng lại ngay. Đấy. Bản lĩnh là phải biết điểm dừng. Đó. Bản lĩnh là phải biết điểm dừng. Bản lĩnh là phải biết điểm dừng anh em ạ. Rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. Ok. Rồi, tay cuối không thành công nhưng không sao. Ca này vẫn cứ là rực rỡ anh em nhé, lên 65 củ quá uy tín rồi. Mình quyết định dừng lại chỗ ca ở đây. Nếu tất cả anh em xem được video của mình cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến, anh em nhớ đừng tiếc mình một like, một đăng ký kênh, chia sẻ. Anh em muốn kiếm lúa kiếm cơm gạo bấm ngay đường link mình để dưới phần bình luận. Anh em nào mà đang đam mê bộ môn này bên game khác anh em tham khảo thử con tin đường trò chơi anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau. Bye bye anh em.